Xin chào, mình là Lam Vượng. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với bản tin tài chính ngày 12 tháng 6 của Báo Doanh Nhân Tài Chính. Không để các bạn đợi lâu nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm qua những tin tức nổi bật và đáng chú ý nhất trong ngày hôm nay nhé. Trong trận vòng loại World Cup diễn ra giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia vào đêm muộn ngày 11 tháng 6, đội tuyển Việt Nam đã làm nên kỷ lục khi đạt mức người xem trực tiếp trên YouTube với hơn 2,3 triệu người xem cùng một lúc trên kênh Nextbox. Ở hiệp 1, từ tình huống phạt góc, thủ môn của đội bạn đã băng ra không hợp lý và Văn Hậu đã có pha đánh đầu chuyền bóng thuận lợi. Tiến Linh đã không bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển Việt Nam. Đến hiệp 2, đội bạn bất ngờ được hưởng một quả 11m sau khi trọng tài thổi phạt Văn Hậu trong vòng cấm. Tấn Trường đổ người đúng hướng nhưng không thể nào cản phá được cú đá của Pola. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu đầy quyết tâm và kết quả đã giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1. Bàn thắng thứ hai đã đến từ một pha penalty được thực hiện bởi cầu thủ Quế Ngọc Hải. Với 2,3 triệu lượt xem trực tiếp, đây gần như là con số kỷ lục về lượng người xem đồng thời trên YouTube do chính Next Media tạo ra 2 năm trước. Trong trận đấu giữa Việt Nam và Curacao là 1,87 triệu người xem. Nếu như so sánh con số 1,12 triệu người xem Rap Việt vào thời điểm tháng 11 năm 2020, thì con số 2,3 triệu là lớn hơn gấp đôi. Chúc mừng đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã tiến gần hơn với tấm vé đi vào lịch sử. Bên cạnh tin mừng chiến thắng, mới đây huấn luyện viên Park Hang-seo bị cấm chỉ đạo trận UAE đã làm cho nhiều fan hâm mộ của đội tuyển cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Đây đã là thẻ vàng thứ hai của chiến lược gia người Hàn Quốc tại vòng loại World Cup 2022. Thẻ đầu tiên của ông phải nhận là ở trận đối đầu với tuyển Thái Lan. Điều này đã khiến huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ bị cấm chỉ đạo trận đấu cuối cùng gặp các cầu thủ UAE. Sau một pha bóng thô bạo của một cầu thủ Malaysia với Nguyễn Phong Hồng Duy, huấn luyện viên Park Hang-seo đã phản ứng vô cùng quyết liệt. Một màn đôi co nảy lửa giữa thầy Park và Garth Nguy đã xảy ra khiến trọng tài chính quyết định rút thẻ phạt cho cả hai. Đây không phải là lần đầu tiên huấn luyện viên Park Hang-seo bị phạt vì lỗi phản ứng. Trước đó, ông từng bị phạt tới 5.000 USD và cấm chỉ đạo 4 trận giao hữu vì phản ứng với trọng tài ở SEA Games 2019. Ông từng hóm hỉnh trêu đùa về vấn đề này. Ở Hàn Quốc, tôi bị đuổi suốt. Ở trận đấu cùng giờ ngày 11 tháng 6, UAE đã vùi dập Indonesia 5-0 và tạo ra sức ép rất lớn cho ngôi đầu bảng của đội tuyển Việt Nam. Hai đội sẽ gặp nhau ở trận đấu cuối cùng vào ngày 15 tháng 6. Bất ngờ, cư dân mạng dậy sóng khi bài viết phốt một ca sĩ bị tố quỵt 115 triệu của khán giả cách đây 5 năm. Netizen đã gọi tên Phi Nhung vì hàng loạt chi tiết vô cùng trùng hợp. Lùm xùm, Phi Nhung bị con nuôi tố đối xử bất công vẫn chưa dứt. Thì mới đây, nữ nghệ sĩ đã bị gọi tên khi một cư dân mạng đăng đàn tố một người nổi tiếng quỵt 5.000 USD cách đây 5 năm. Cụ thể, người này viết, mình có một người chị gái tên Oanh, cũng tin tưởng và hâm mộ chị Phi. Thấy chị hay làm từ thiện nên cũng ái mộ, cũng gửi tiền và làm từ thiện, tiền mua đồ cho chị Phi. Có một lần chị ấy gửi chị Phi 5.000 USD mua đồ. Tiền đi không bao giờ trở lại, cũng không thấy luôn. Đồ cũng không thấy luôn. Rồi nhắn tới nhắn lui, hai người cãi nhau hoài, chị mình mới khóc, nhắn tin cho mình. Em ơi, đừng động chạm tới người ca sĩ này nha. Trời ơi, không biết nói ai nha. Ghê lắm, mình coi tin nhắn mà mờ mắt luôn, không ngờ được luôn. 5 năm rồi các bạn, chứ không phải bây giờ đâu. Người này chia sẻ. Netizen tỏ ra hoài nghi về độ xác thực của sự việc và đòi hỏi vị khán giả này đưa ra bằng chứng. Tuy nhiên, người này đáp lại, 5 năm rồi bằng chứng ở đâu ra em? Chị không có quyền đưa ra, người muốn đưa ra là chị gái của chị thôi. Còn ai là người tốt thì trong bụng chị biết từ lâu rồi. Từ 5 năm trước rồi, hiện tại sự việc vẫn đang thu hút được nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Dù chưa có bằng chứng nào xác nhận, người được nói tới là ca sĩ Phi Nhung. Trong những ngày gần đây, mạng xã hội đã dậy sóng với cái tên Thái Công khi cho rằng phong cách của nhà thiết kế này quá rườm rà, rối mắt và vi phạm nhiều quy tắc trong thiết kế. Bỏ qua các tranh cãi về chuyên môn, mới đây trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện một bài bóc phốt rất dài và rất bài bản về hàng loạt thông tin liên quan đến nhà thiết kế Quách Thái Công. Cụ thể, một tài khoản có tên là KHT vừa đăng đàn 4 chủ đề được cho là phương thức lừa dối dư luận suốt một thời gian dài vừa qua của Thái Công. 4 chủ đề đó bao gồm giải thưởng, kinh nghiệm tuổi nghề, học vấn và showroom của Thái Công tại Đức. Dù những thông tin này chưa được kiểm chứng và nhà thiết kế Thái Công cũng chưa lên tiếng, nhưng bài đăng vẫn tạo ra lùm xùm không nhỏ. Sau khi bài bóc phốt này được đăng tải, dân tình đã lập tức bình luận rôm rã.
Một số tỏ ra hoang mang trước những thông tin và cho biết bản thân sẽ rất thất vọng nếu như bị sự nổ của nhà thiết kế Thái Công lừa dối như vậy. Một số khác bình tĩnh hơn thì cho rằng đây chỉ là thông tin một chiều, chưa có bằng chứng xác thực nên chưa thể kết luận được điều gì. Hiện tại chúng tôi đang liên hệ với phía nhà thiết kế Thái Công để làm rõ thông tin. Đó là tất cả những thông tin mà Bản tin Tài chính muốn chia sẻ đến các bạn ngày hôm nay, ngày 12 tháng 6. Nếu như bạn thấy video này hay và bổ ích, đừng quên like và đăng ký kênh Doanh Nhân Tài Chính để kịp thời cập nhật những tin tức hot có trong và ngoài nước nhé. Còn bây giờ, Lâm Phượng xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào 8 giờ tối ngày mai.